xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Dạ kính bạch thầy, mong thầy giải thích thêm là khi Đức Phật sinh ra bước 7 bước. Dạ thưa thầy. Thưa vị, như chúng tôi đã trình bày đó, cái con số 7 đó rất là nhiều. Đó về cái phương diện của Phật giáo của chúng ta. Và ngoài ra như chúng ta thấy rằng là 37 phẩm trợ đạo thì cũng chia ra làm 7 khoa như vậy, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tức, rồi ngũ căn ngũ lục, rồi thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó là 7 cái khoa như vậy. Và như chúng ta thấy rằng là cái con số 7 tượng trưng cho tất cả cái sự vũ trụ, sống chết, vân vân, mà chúng ta thường lập đèn diệt sư, tức là 7 ngọn đèn, hoặc là thất tinh trai tuần để cầu siêu. Con số 7 nó rất quan trọng với cái sự hình thành của nhân sinh quan của chúng ta và vũ trụ quan theo cái tầm nhìn của Phật giáo. Và thưa quý vị, như không riêng gì trong cái đạo Phật mà chúng ta thấy rằng là như trong Kinh Thánh của Thiên Chúa cho rằng Thượng Đế đã sinh ra trong vũ trụ gồm có 7 ngày, đó, sinh ra vũ trụ trong 7 ngày. Rồi ở đời Chu Tăng thì có 7 cái nhà hiền triết như vậy, rất là lớn. Và trong nhạc lý cái âm thanh chúng ta thấy rằng là cũng có 7 nốt, tức là Đồ, Rê, Mi, Pha, Sôn, La, Si, 7 nốt như vậy. Và cái con số 7 đó như... chúng ta thấy rằng là như ở thơ Đường thường có cái thơ của rằng là Thất Ngôn, tức là cái câu thơ đó gồm có 7 chữ, đó là cái con số 7, là chúng ta biết được cái điều đó rất là quan trọng đối với vũ trụ. Thì không riêng vì với đạo Phật mà tất cả những ở thế gian cũng luôn luôn dùng cái con số 7 đó, thưa quý vị. Dạ con xin cảm ơn bà thầy. Dạ kính bạch thầy, tại sao Đức Phật đản sanh tại Ấn Độ, dạ thưa thầy, mà không đản sanh tại các nước khác? Dạ. Như chúng ta biết thì thường mỗi khi trong cái sự đản sanh của các Đức Phật như trong cái Trung Bộ Kinh Buddha và Vamsa thì có ghi rằng là thông lệ của mỗi cái Đức Phật đó giáng sinh thì phải quan sát gồm có 5 điều. Một là cái thời kỳ, hai là cái quốc độ, ba là cái dòng dõi, bốn là cái châu và năm là cha mẹ. Khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, chúng ta thấy rằng là khi Ngài muốn giáng sanh như vậy thì Ngài quan sát cái thời kỳ. Cái thời kỳ này nó mạng sống của con người, nó cũng không có dài quá cả ngàn năm mà nó cũng không có ngắn quá như là 5, 70 năm hay là 10 năm. Ngài đã chọn lựa cái con người nó khoảng chừng cỡ 100 năm. Đó là cái thời kỳ mà con người sống. Ở cái quốc độ, ở cái ta bà thế giới này. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là quốc độ. Quốc độ như vậy thì chúng ta biết rằng là tất cả các nước nếu mà văn minh quá thì họ cũng không có hiểu được về cái giáo lý của Đức Phật đã nói ra. Bởi vì họ chạy theo cái văn minh. Và vấn đề thứ hai, nếu mà nó chậm hiểu quá thì họ cũng không có hiểu được những cái lời của Đức Phật dạy. Cho nên Ngài chọn cái quốc độ là ở tại Ấn Độ. Họ cũng không có phải vượt quá cái văn minh quá và họ cũng không có chậm tiến quá. Và chúng ta thấy rằng là lúc bây giờ cái quốc độ ở tại Ấn Độ đó, họ luôn luôn họ tin, họ muốn tìm hiểu, nhưng mà chúng ta thấy không có một cái niềm tin của họ là đúng nhiều, bởi vì họ tin vào những thần, những quỷ, những sấm, những sét, những cây cối, những nước non, vân vân, hoặc chả là trâu hay là bò, hoặc chả là cái thần lửa. Những cái niềm tin đó chỉ cúng tế hay là cầu nguyện, nó không có đem lại cái lợi ích. Và thấy được cái nhu cầu đó cho nên Đức Phật đã thị hiện và đản sanh ở nước Ấn Độ. Và nói về dòng dõi thì như chúng ta biết, nếu mà ở một cái dòng dõi nó quá thấp kém thì nói không có ai nghe. Và do vậy cho nên Đức Phật đã chọn vào trong cái dòng dõi vua chúa, tức là
lúc bây giờ ở Ấn Độ nó gồm có 4 cái giai cấp. Một đó là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Sát, thứ tư là Thủ Đà La. Thì cái giai cấp Bà La Môn là lãnh đạo tinh thần của tất cả người dân đó, và cái giai cấp mà vua chúa đó, tức là trị vì để nắm quyền hành, để điều hành đất nước, và hai giai cấp dưới tức là công thương và những người làm công đó, và thương mại thì phục vụ cho hai cấp trên. Nó chia ra 4 giai cấp như vậy, và tất cả cái sự cùng tột của cái sự đau khổ đó không có một cái lối thoát nào, cho nên Đức Phật mới thị hiện ở nơi nước Ấn Độ lúc bây giờ. Và như chúng ta biết rằng là Đức Phật cũng quan sát như thế này, phải quan sát cái nơi chỗ, cái thế giới nào để mà Ngài có thể sanh ra. Như trong kinh nó dạy là thứ nhất là Bắc Cu Lô Châu, ở đó họ rất là sướng, họ sống cả ngàn năm. Rồi Tây Ngư Hóa Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, những cái quốc độ, có những cái quốc độ nó sướng, những quốc độ nó khổ. Nhưng mà cái Nam Thiệm Bộ Châu là nó vừa cũng không sướng và không khổ, cho nên Đức Phật chọn vào cái Nam Thiệm Bộ Châu, tức là cái thế giới ta bà của chúng ta và cha mẹ. Thì như quý vị thấy, thường thì cũng phải kết nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là chọn cha mẹ không. Và tất cả những người đó kết cái thiện duyên cho mình để làm tất cả những cái việc lành, việc tốt. Cho nên Đức Phật mới chọn là vua Tịnh Phạn và mẹ là Maya để mà đản sanh. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao Đức Phật đản sanh tại ở Ấn Độ. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, thì khi Đức Phật đản sanh, vừa mới sinh ra là đã thốt lên lời là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dạ, kính bạch thầy, thì câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Dạ, thưa thầy. Thưa quý vị, thường thường chúng ta thấy có những nơi thì ở viết thành ra 4 câu, chứ không phải 2 câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, hoặc giả là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Và chúng ta thấy rằng là có nhiều cái đoạn như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật cũng có viết rằng là đây là kiếp chót của ta, duyên sanh không có còn nữa, và trên trời dưới đất ta là bậc chí tôn. Thì cái vấn đề mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, hay là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, vân vân, thì cái đó tùy trong mỗi cái kinh nó chép ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Đức Phật muốn nói rằng là mỗi con người sanh ra trên cái cuộc sống của chúng ta đó, thì cái vấn đề mà cái ngã là chính, tức là cái ta đó, cái mà cái thần thức đó nó quan trọng, nó không có gì hơn hết, hơn cả tất cả vạn hữu vạn vật, tất cả những cái linh vật, thì con người là hơn hết tất cả những cái vạn vật đó, những cái sự sống đó, con người là một cái linh vật, là sống hơn hết trên tất cả các cái linh vật đó. Cho nên Ngài mới nói cái câu đó để chi? Để lấy mình làm trung tâm của vũ trụ để mà tu tập, chứ không phải nương nhờ một cái thần lực nào đó ở bên ngoài, hoặc chẽ là thần sấm chớp, hay là thần lửa, hay là thần núi rừng, vân vân, mà chính bản thân của chúng ta là trên hết. Cái sự sanh tử đó nó có dứt tận hay không đều do bản thân của chúng ta. Cái sự luân hồi nó có chấm dứt hay không đều chính bản thân của chúng ta là trên hết, chứ không phải là tùy thuộc vào bên ngoài. Cho nên Đức Phật đây là một cái lần cuối cùng Ngài sanh ra và chấm dứt cái không có còn sanh nữa, cho nên Ngài mới nói cái vấn đề đó. Và cái sự giác ngộ, cái ta đó không phải là cái ta, là cái tôi, cái ta, cái đó của tôi, hay là tôi là hơn anh, vân vân, so sánh cái đó. Nhưng mà cái ta đây là cái chính cái sự giác ngộ. Cái ngã đây là cái sự giác ngộ, cái sự tánh linh, cái tánh linh của một cái con người. Khi đã giác ngộ rồi thì không có cái gì hơn hết cả. Do vậy, cho nên chúng ta biết, nếu mà chúng ta nói rằng là Đức Phật, có nhiều người họ cho rằng là Đức Phật sao tự hào quá vậy, nó chỉ có một mình Ngài là trên hết, thì không phải như vậy. Và đây là cái tánh linh, là cái Phật tánh thành tựu như vậy, thưa quý vị, chứ không phải là Đức Phật nói rằng là ta là hơn hết tất cả đâu. Thì nhân mùa Phật đản vừa rồi tổ chức ở tại Chùa Điều Ngự vào ngày 23 tháng 4 vừa rồi, chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý
đồng hương, quý Phật tử tới giờ tham dự. Và đặc biệt nhất là chúng tôi cảm ơn gia đình và tiệm bánh Đông Hương Viên đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, hỗ trợ rất là nhiều phẩm vật để đem về cúng dường cho chư Tăng, đãi cho chư Phật tử về tham dự cái buổi đại lễ Phật đản vừa rồi tại Chùa Điều Ngự. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tiệm bánh Đông Hương Viên và cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho quý vị và gia đình được vô lượng an khương. Tiệm bánh Đông Hương Viên mỗi ngày mỗi một phát triển và thịnh vượng hơn. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật vừa qua. Nếu quý vị có những thắc mắc về tâm linh, những câu hỏi về Phật Pháp hoặc ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị liên lạc về Chùa Điều Ngự, số phone là 714-890-9513 hoặc Chùa Diệu Pháp, số phone là 626-614-0566. Chúc quý vị có một ngày thật vui, thân tâm thường an lạc. Nhật ý xin ân ái kính chào. Xây tương thân tình trong đạo Phật.